1:05 các bạn. Bắt đầu đi từ thành phố Cao Bằng về thành phố Uông Bí để đi Yên Tử. Nay trời nắng nóng rồi các bạn, không còn lạnh nữa nên gửi bớt đồ lạnh về lại Sài Gòn. Giờ chạy ra Viettel Post. Bên kia đúng không? Nó cửa bên kia. Cho gần. Gửi Vietnam Post các bạn. Nhận xe cứu thương. Gửi hàng. Đậu ở dưới đây cho nó dễ chút. Gửi đồ xong rồi các bạn. Bây giờ chạy về thôi, đồ hàng không? Đồ đạc bây giờ cũng nhẹ hơn chút rồi. Rồi em sẽ chạy xuống Lạng Sơn. Nắng nhưng mà áo mát rượi, đã quá. Mát. Đang ở đèo Kho Múc các bạn. Quốc lộ 4A. Đèo Kho Múc, quốc lộ 4A từ Cao Bằng đi Lạng Sơn nha. Mấy cua lơ lơ. Đường đèo rộng rãi các bạn. Đường này mình đi lần thứ hai nè. Đây là đầu tàu để coi. Thạch An, Đông Khê. Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng các bạn. Còn cách Lạng Sơn tới chục cây. Đông Khê. Nghe mùi gia vị ha. Mùi hồi quế được các bạn. Mới chạy qua chợ. Đây là thị trấn Đông Khê. Thị máy xanh là đó. Mang chỉ huy quân sự huyện Thạch An à. Ở phút này bán nhiều món đặc sản các bạn. Thấy để bán thạch đen. Và chắc là xương sáo không các bạn. Không rành nữa. Bạn nào biết thì chỉ giúp mình. Đen. Trạm kiểm soát quốc lộ 4A, thị trấn Thất Khê mà 5 cây nữa các bạn. Đông Khê trong quả Thất Khê. Chi Lăng em ơi. Phải Chi Lăng không ta? Phải đúng chỗ Chi Lăng ngay lịch sử không giờ? Không biết đúng không? Thì thị trấn Thất Khê các bạn. Đèn tiết kiệm. Thị trấn Thất Khê à. Tràng Định Lạng Sơn. Tới Lạng Sơn các bạn. Tới tỉnh Lạng Sơn rồi. Nó chạy ngoài kia là xã Chi Lăng các bạn. Giờ đây là thị trấn Thất Khê. Chiến thắng đường số 4. Chưa tới lịch sử nhiều các bạn. Aribang. Ngoài vùng quê là Aribang nhiều lắm các bạn ơi. Từ thứ hai mình đi qua đường này. Nhưng mà thị trấn Thất Khê.
thị trấn Tức Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Thế giới di động, điện máy Thanh Hằng, nắng nóng các bạn, nắng nóng lại nhớ đến cái lạnh Mộc Châu, cái lạnh Tây Bắc. Bên đây phía này gọi là Đông Bắc các bạn, mà hết lạnh rồi, hết mùa đông rồi, qua hết mùa nồm luôn rồi, nồm xong rồi bây giờ là nóng rồi, bị máy xanh. Nếu miền Bắc nồm thì mang ở trên vùng cao nên không thấy nồm, nồm lắm, cũng thấy mát mẻ. Giao hàng nhanh thì đủ ở đây các bạn, Việt Theo Post này, mấy chỗ này thì đủ hết. Mình hay gửi hàng qua Giao Hàng Tiết Kiệm. Thành phố Lạng Sơn, lúc mang dịch ở Bảo Lạc hỏi người bán dịch, nó nói dịch ở Lạng Sơn ngon hơn, mà chắc không có dịp đi ăn nữa. Hai đứa sang hết một con vịt nổi, đúng không em? Nửa con được không? Nửa con vịt ha, làm nửa con vịt giờ ăn thôi, đói bụng nha, chạy tới Lạng Sơn ăn nha các bạn. Sau những ngày leo đèo lội suối băng rừng, bây giờ chạy chiếc xe vẫn bền bỉ trên mặt đường trường, mượt mà ngọt ngào ga, không báo lỗi không gì hết. Sau bao nhiêu cây rồi, tôi mở lại đồng hồ, chạy tới nay được 3.829 km rồi các bạn. Bắt đầu từ nhà mình nữa các bạn, quận 7 tới nay. Không, đúng rồi, lớn rồi đó, cái vạch này là không được vượt qua nè. Tới thành phố Lạng Sơn các bạn. Xứ Lạng là đồ quay không các bạn, heo quay, vịt quay, lợn quay chứ quên, đây ngoài ở đây là lợn quay, các món quay. Cao Bằng và Lạng Sơn đó, Cao Bằng thì có lạp xưởng mà chưa ăn thử lần nào, cũng thấy bán nhiều các bạn. Lúc như gần bên khách sạn mình ở, người xưa có chỗ bán đúng không em? Bây giờ mình đang để ý. Sắp tới Đồng Đăng các bạn, tới Đồng Đăng vô tới cửa khẩu Hữu Nghị check in các bạn. Check in có mốt số 0 quốc lộ 1A, là điểm đầu quốc lộ 1A các bạn. Điểm cuối quốc lộ 1A là Cà Mau. Đang ở Na Sầm Văn Lãng, Lạng Sơn các bạn ơi. Thanh niên ơi là thanh niên, thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn, thị trấn lớn các bạn, thị trấn biên giới, ngay cửa khẩu Hữu Nghị, phía bên kia là thành phố Bằng Tường, thành phố lớn của Trung Quốc luôn, chuyên giao thương, mình hay giao thương qua bên Trung Quốc đó. Và
Bình thường là ở đây có cấp visa du lịch qua bển đó các bạn, nhưng mà mùa này chưa có. Thôi cấp bởi gì? Sổ thông hành du lịch phải visa, mà giờ này thì chưa có. Giờ mình chạy ra đó check in. Giờ đó check in các bạn. Check in cột mốc quốc lộ 1A. Đây là điểm đầu của quốc lộ 1A các bạn. Mốc số 0 quốc lộ 1A. Lần trước mình đi tới rồi nhưng mà xe tải nhiều lắm. Hiện tại dắt cũng xe tải nhiều, nhưng mà lúc đó mình đi dắt mùa dịch nữa nên cũng ngại vô. Đây bình thường rồi nên sẽ tới, ráng tới để check in cái cột mốc số 0 đó. Khu vực biên cửa khẩu. Xưa mình đi đường này rồi các bạn. Định lên Bình Liêu chơi, cuối cùng đi không được do dịch, xong rồi phải chạy về Lạng Sơn. Nhiều như xưa thôi. Đây, xe tải này bãi rồi. Không có dài dài như ngày xưa bạn ơi. Ô khu khỏe. Ôi cũng đậu dài dài kìa. Ở mùng bên quỷ trái nha các bạn. Đó, này là ngắn rồi đó. Ngày xưa là dài kinh hồn luôn. Này là xe tải đầu thôi, chứ không phải xếp hàng qua cửa khẩu. Lúc mà đi là xếp hàng dài dài để qua cửa khẩu. Lúc dịch á, còn kiểm soát á. Đây là đỡ rồi. Không cho vô các bạn ơi. Không vô được không anh? Sao nhỉ? Dạ không vào được không ạ? Ồ, trong này cửa khẩu đang ở cái chỗ cột mốc ấy đang rào để sửa chữa ấy. Dạ. À, để như... Dân Thanh. Dạ. Dân Thanh vừa cái chợ vừa cái chùa vừa cái cửa khẩu. Cửa khẩu nó giáp chỗ em đỗ này. Dạ, tại vì em định check-in ở cột mốc. Cột mốc quốc lộ 1A á. Dạ, đang rào, đang sửa. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ con. Dạ, dạ, em cảm ơn. Dạ, yeah. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ, từ Sài Gòn ra. Thì cảm ơn anh nha. Rồi, không được các bạn ơi, cuối cùng vẫn không được. Cuối cùng vẫn không được. Cột mốc xuống quốc lộ 1A, cho phận đây đi. Cho phận đây cho biết thôi. Cũng được nữa, không cần qua bên đó. Buồn quá. Buồn quá các bạn ơi, chụp hình hai đứa. Cột mốc đang rào lại để sửa nên không cho vào. Quốc lộ 1A các bạn. Xe này sẽ phải nằm nghỉ rồi chứ phải nằm đợi vô cửa khẩu. Thùng rỗng mà ngồi mới lấy hàng. Lâu rồi mới gặp lại quốc lộ 1A.
đây bãi đổ container nhiều lắm các bạn. Container tràn chạy đường dài Bắc Nam không á. Ra đây là có cao tốc hết các bạn. À, cao tốc Hà Nội Bắc Giang, cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn. À. Nói đi các cửa khẩu Trung Quốc là có cao tốc hết. Rồi. Đúng rồi, đào quá trời luôn các bạn, chụp lại chụp cây đào ha. Chụp cây đào dưới ánh nắng hoàng hôn sáng giờ xíu. Bán nó đồ cũng được, nó chạy chậm rì sao bán được đồ. Thấy mình tỉnh khá cũng bắt đầu cũng theo cơ quan giao thông đứng có nhiều ha. Quốc lộ 1 xe tải nhiều đó các bạn, đường này khúc này xe tải quá trời luôn. Phải dừng bụi với mắt em. Chi Lăng Lạng Sơn các bạn, ăn thì gọi là ăn xế luôn, chưa không ăn, chiều sắp chiều rồi. À. Heo quay à, heo quay Lạng Sơn nè, bò xào, rau, canh, cơm. Đây. Còn trăm ba mấy cây nó tuôn bí, ăn cái rồi đi tiếp các bạn. Đang ở Ải Chi Lăng các bạn, mới chạy ngang qua các bạn là di tích lịch sử Ải Chi Lăng, có chụp hình lại check in. Đây Hà Nội cách 127 cây các bạn. Đây giờ Hà Nội đây về Úng Bí bằng nhau. Đó nữa sẽ đi quốc lộ mà. Quốc lộ 279. Quốc lộ dùm 3 số. Thử đường tỉnh không. Rồi đây là quốc lộ QL279. Còn 11 cây nữa là tới cái chỗ quẹo. Và đâm thẳng đường này cứ về Hà Nội thôi. Cái này quốc lộ 1A nè các bạn. Thế về ăn xong bị để có cao tốc đó các bạn. Đó, cao tốc Lạng Sơn Bắc Giang. Bây giờ thu phí không dừng không à. Rồi cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Đẹp quá các bạn. Hoàng hôn quá đẹp luôn. Chụp nãy giờ quá trời luôn các bạn. Bây giờ là 5 giờ 15 rồi, hoàng hôn. À, quẹo trái đi vô cao tốc đó các bạn. Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn. Bắc Giang cũng là vùng núi đó các bạn. Ở đây cũng là còn là vùng núi. Bắc Giang có nổi tiếng là vải hết. Mặt trời lặn qua rặng núi rồi các bạn ơi. Chuẩn bị tối thui rồi. Kiếm cho đèn coi, ok đủ, đèn trái đủ. Hôm nay không chạy đêm, chạy từ điểm A về điểm B cũng gần. Nghĩa là đi về tới đó cũng sớm nè, mới chạy đêm, bây giờ bắt đầu chạy đêm rồi các bạn. Mà chạy đêm đường này thì ok. Nhất ở khúc Sơn La, Sơn La, Sapa, Tây Bắc á, là khúc cao, Đông Bắc là khúc cao bằng Tây Bắc á.
Tây Bắc là lên tới cái mây luôn, qua mây luôn. Ôi. Công an giao thông đứng nhiều nha các bạn. Phúc Lộc Công An hay Phúc Cạn Sơn này thấy công an giao thông đứng nhiều quá. Mình ở tỉnh xa không biết chạy lịch sử chẳng bị gì đâu. Hên xui. Hà Nội lên đây thì chắc giả cái dèo là tới 120 mấy cây, 200 cây rồi. Như Hà Nội lên Lạng Sơn có 160 mấy cây à. Từ Lạng Sơn đi ra các tỉnh phía miền núi xung quanh các tỉnh là cũng gần, giống như là cái rẽ quạt rồi đó. Rẽ quạt Hà Nội là điểm dưỡng, là trung tâm. Giống như miền Tây có Cần Thơ rồi đó. Từ Cần Thơ đi chỗ nào cũng 60 km hết, như nhau. Tỉnh nào qua tỉnh khác cũng bằng bằng nhau. Núi đẹp quá các bạn. Vẫn còn là quốc lộ 1A. Mười hai là Lạng Sơn, 11 là Cao Bằng. Tới quốc lộ 279 rồi các bạn. Đi ngang qua cao tốc đó, chạy thẳng Tân Sơn rồi các bạn, mình không quẹo cao tốc nha. Cao tốc phía dưới đó. Hay quá các bạn ơi, đẹp quá các bạn ơi. Em đang tắm nữa nha. Em cầm đi. 5 4. Ok. Nặng nhanh lắm á. Đang ở Lục Ngạn Bắc Giang các bạn. Đây gần cách Uông Bí khoảng 100 cây. Đường quốc lộ mà nhỏ xíu à, như đường tỉnh lộ vậy đó. Trồng vải các bạn, Lục Ngạn Bắc Giang nè, đó, bạc ngàn cây vải luôn á, đó. Đó, mấy cái đồi đó là cây vải không á, rồi xa xa kia như vậy. Tiếp tục đi thẳng, đi thẳng hết đường này. Mùa này phải mùa vải các bạn ơi. Ở Tân Hòa, Lục Ngạn, Bắc Giang các bạn. Nãy giờ chạy qua mấy cái toàn là trồng vải quá trời luôn, mấy cái đồi vải, cây vải, trái vải các bạn. Vải Bắc, Lục Ngạn Bắc Giang nổi tiếng.
lần này là lần đầu tiên mình đi con đường này luôn ạ. Vẫn là quốc lộ 279 nha các bạn. Còn khoảng 80 cây nữa tới Uông Bí. Hơi bụi, rất hơi bụi. Đây, vẫn còn trên quốc lộ 279 các bạn. Lộ quốc chữ vừa lòi đi mà đường vẫn đang nhìn mặt đường các bạn. Đường trồng ghe vải, tàn ghe vải không à. Đường kia có nhà dân đông kìa, đông đúc kìa. Vẫn là lục ngạn các bạn. Đèn mình là để cót á. Do đồ thấp thấp lắm nhưng mà do đồ nặng á, nhọng cái đít, nhọng cái đầu lên nên chiếu thì hơi cao chút. Chứ phải cố ý chiếu lên cao đâu. Người đã có độ khắc rồi đó nhưng mà cái này là do đồ nặng. Nói gì vậy? Luyện đồng. Ôi biển và luyện đồng. Nhà máy luyện đồng các bạn ơi. Thế tiếng Trung Quốc nữa kìa. Chắc công ty Trung Quốc. À, này là nhà máy đúng rồi. Xe tải chạy riết nát đường. Chứ xe thường mình chạy sao nát đường cái này nói. Xe tải tôi nói chạy quá tải các bạn. Chở đồng cũng nặng á. Đang ở Sơn Động các bạn, tới Sơn Động rồi. Cũng thị trấn cũng khá khang trang, đủ đầy đủ. Có nhà, cửa. Khu vực này, khu vực trồng vải các bạn ơi. Vẫn là QL 279. Đúng rồi. Vẫn là quốc lộ 279 nha các bạn. Ở Sơn Động, Bắc Giang các bạn còn nghỉ chút, đi tiếp còn khách khoảng 60 cây. Bạn mình hôm nay nắng quá, bạn mình mệt. Lạnh lạnh còn đỡ chứ nắng, người chạy mệt lắm. Lạnh khỏe ha, lạnh vậy khỏe vô. Này là hành trình dài nhất của bạn mình đi, 287 cây. Dài nhất trong chuyến hành trình này. Còn mình đi chuyến dài hơn, hơn 500 cây rồi. Nghe tiếng đồng quê. Đang lên đèo các bạn. Đèn mình chạy đang xài là Lobo L15 các bạn. Chế độ là vàng trắng và cốt pha luôn. Đây dốc lên, cái này vừa không được các bạn ơi. Mình sẽ từ từ này.
bạn. Đường đi mình đi bằng đây tiếp tục ha, không gì xa ha, 50 cây nữa các bạn. Đang trên đèo Hạ Mi các bạn. Đèo cái tên hay ha. Hơn ba mấy cây nữa tới rồi. Thêm 2 cây nữa các bạn ơi. Là tới Uông Bí. Tưởng là quốc lộ. Rồi, sắp tới rồi các bạn. Giờ quẹo phải nè các bạn, đi Uông Bí. Hạ Long là tỉnh mà nhiều thành phố nhất luôn các bạn. Thành phố Móng Cái, thành phố Uông Bí, thành phố Cẩm Phả, thành phố Hạ Long, 4 thành phố trong một cái tỉnh luôn các bạn. Tại đang ở Quảng Ninh rồi các bạn ơi, đây hiện tại là Quảng Ninh rồi đó. Hôm bên là ruộng lúa nha các bạn, mát mẻ. Còn 20 km nữa. Nãy chỉ 9 km là một cái xã ở ngoài Uông Bí thôi. Cái này là DT326 nha các bạn. DT326 và tiếp tục nè, mà DT326. Đèn đường đỡ sợi đèn đỡ sáng. Đang lên dốc các bạn, dốc là dốc 11%. Tưởng hỏi nhìn vô có biết cái camera có quay không các bạn. Cái 15 km nữa thôi các bạn. Tắt đèn các bạn ơi. Ở đâu vậy ta? Đây ở đâu vậy ta? Về với thế giới loài người rồi. Huyện Vàng Danh. Đúng không? Vàng Danh hả? Về với thế giới là người rồi các bạn ơi. Vinmart kìa. Ôi, vô thành phố Uông Bí rồi, phố lớn. Mấy rồi các bạn, chắc là làm than quá các bạn. Mấy cục khói kìa. Cao chút hút luôn. Thì mình chạy thẳng tiếp, mình không vô đó. Rửa đường hả? Xe nước, một nước phía trước kìa. Rửa đường hay làm dơ đường? Xem hả?
Qua xe bồn nước nè, đó đang rửa đường nè. À, cái này là qua là ướt nha. Qua là cái thành phố không biết các bạn ơi, nguyên nhà máy trong đầu thành phố luôn. Rồi trái thì ra đường lớn. Đó, đường chính. Đi ra gà rán, cuông bí. Xe bán tải dữ ta, quá trời luôn. Alo à? Alo? Mình còn mở cửa không ta? Còn mình tiếp cận Zalo rồi đó, nhắn mình cái địa chỉ, mình book Grab qua lấy một túi shipper ông kia nha. Rồi ok bạn. Sớm đặt trên Shopee mà nó bị treo hay sao? Rồi. Thử trên Shopee rồi. Rồi. Rồi, ok. Rồi, để mình cho bạn nhắn tin Zalo mình đi. Chắc là rồi. Ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn, giờ đi. Đem ăn, nó bụng quá. Ăn bún miếng phở. Ở cháo đó, cái móc xà xíu từng nơi đó, ở đường Quang Trung, Cung Bí, từ trung tâm rồi. Ăn thôi các bạn, tốt quá. Ăn thôi các bạn ơi, miếng gà, kìa là bún gà. Cháo mực trong đây luôn hả? Cháo mực rồi gì? Rồi, gì cuốn lá lốt gì? Ừ, cuốn hết đi, đó quá. Ăn thôi các bạn.